những bình giảng về bốn cái không. Bốn cái không, bốn ánh sáng hay bốn lạc là cốt tủy của kinh nghiệm yoga ánh sáng. Chúng được khởi dẫn bằng cách gom tụ khí trong kinh mạch trung ương, trong thực hành ban ngày của trạng thái thức. Người có thể làm như thế thì nên định tâm đặc biệt vào cái không thứ tư hay ánh sáng bổn nguyên. Phương pháp để nhận ra bốn cái không này là như sau. Trong khi thực hành yoga ánh sáng lúc ban đêm, thiền giả trước hết tập trung vào chữ A trên một cánh hoa sen trong trung tâm trái tim. Qua sự thực hành của nó, những khí của năm đại sẽ gom vào kinh mạch trung ương và những dấu hiệu khói, ảo ảnh, ánh sáng, đom đóm sẽ sanh khởi lần lượt. Khi cảm thấy buồn ngủ, nó tập trung vào chữ nu, sau đó nhiều khí sẽ gom tụ. Những tư tưởng phân biệt thô sẽ tan biến và cái không lúc ban đầu hay ánh sáng của xuất hiện sẽ khởi hiện. Bây giờ, nó sẽ kinh nghiệm một cảm giác như đang thấy ánh trăng sáng trong một bầu trời không mây. Khi thiền giả trở nên buồn ngủ hơn, nó tập trung vào chữ ta, nhiều khí sẽ gom tụ, mọi tư tưởng phân biệt tế sẽ tan biến. Và cái thứ hai hay cái không cùng cực, còn gọi là ánh sáng của tăng trưởng, sẽ khởi hiện. Bây giờ nó sẽ kinh nghiệm một cảm giác như đang thấy ánh sáng mặt trời trong một bầu trời không mây. Khi cảm thấy rất buồn ngủ, nó tập trung vào chữ sa, sau đó mọi khí sẽ gom tụ, phần lớn những tư tưởng vi tế nhất sẽ tan biến. Và cái thứ ba hay đại không, còn gọi là ánh sáng của đạt đến, sẽ khởi hiện. Bây giờ nó sẽ kinh nghiệm một cảm giác như đang thấy bóng tối bao trùm tất cả trong một bầu trời không mây và sâu thẳm. Cuối cùng, khi thiền giả rơi vào giấc ngủ, tập trung vào chữ hùng, mọi khí của sự đạt đến và mọi tư tưởng phân biệt vi tế nhất sẽ tan biến. Và cái thứ tư hay cái không toàn thể, còn gọi là ánh sáng bổn nguyên, sẽ khởi hiện. Bây giờ nó sẽ kinh nghiệm một cảm giác như đang thấy vòng trời trong sáng lúc bình minh và tất cả ba nhiễm ô của mặt trời, mặt trăng và của ánh sáng sẽ lờ mờ rời bỏ nó. Đây là bốn cái không hay những ánh sáng của giấc ngủ mà thiền giả phải nhận ra và thực hành. Lúc ban đầu, người ta có thể không nhận ra hết cả bốn cái không này, nhưng với sự thực hành liên tục và kiên trì, cuối cùng nó sẽ làm được. Người nào không thiện nghệ nắm giữ bốn cái không nên thực hành yoga trong giấc ngủ cạn. Người thiện nghệ nên thực hành trong giấc ngủ sâu. Người chưa giỏi nắm giữ ánh sáng qua tiến trình bình thường sẽ khó làm cho trong chiều ngược lại. Nghĩa là từ ánh sáng bổn nguyên đến nắm giữ cái thứ ba, cái thứ hai và rồi ánh sáng ban đầu. Bởi thế, tiến trình bình thường là căn bản và rất quan trọng. Nếu người ta bị bắt buộc phải xuất định ánh sáng do sự dao động của khí, nó cần tập trung vào chữ hung trong trung tâm trái tim để tái lập định. Nếu điều này không có kết quả, bây giờ nó cần cố gắng thiền định về ánh sáng kém. Nếu bị bắt buộc xuất khỏi ánh sáng kém, bây giờ nó cố gắng thực hành thân huyễn của giấc mộng. Nhưng để được làm được điều này, nó phải có thể gom góp khí vào kinh mạch trung ương và khám phá ra bốn cái không trong thực hành ban ngày. Chỉ khi nào người ta đạt đến mức độ đó thì mới có thể hoàn toàn nắm giữ ánh sáng vào ban đêm. Những thiền giả kém tiến bộ có thể nhận ra ánh sáng thứ nhất hay thứ hai, nhưng với thứ ba và ánh sáng bổn nguyên sẽ rất khó khăn với họ. Nếu trước khi đi ngủ, người ta khởi lên một ước muốn rất mạnh mẽ nắm giữ được ánh sáng và tập trung vào chữ hum trong trung tâm trái tim tỏa chiếu ánh sáng rực rỡ tràn đầy khắp thân thể, nó sẽ có cơ hội tốt để thấy ánh sáng kém. Trong trạng thái giấc ngủ cạn mỏng, không có giấc mộng, nó sẽ thấy bản tánh của tâm như là sáng ngời mà trống rỗng. Trong suốt không ngần ngại, sự tỉnh thức của nó cũng rõ ràng như lúc thức. Tuy nhiên, nó không thể trừ bỏ những tư tưởng phóng dật, và đôi khi tỉnh giác sáng tỏ của nó cũng trộn lẫn bởi những giấc mộng sanh khởi. Nếu điều này xảy ra
nó cần tập trung tiếp vào chữ hum và cố gắng giữ tỉnh giác sáng tỏ để làm ánh sáng an trụ. Người không thể nhận ra ánh sáng trong giấc ngủ sâu không nên nản chí mà lại cố gắng tỉnh giác, và dần dần nó sẽ thành công. Nếu có sự dao động của khí và giấc mộng khởi lên, nó cần đồng hóa các thị kiến này với Phật Bổn Tôn và Mạng Đà La của Ngài, rồi cố gắng lần nữa làm tan biến chúng vào đại không. Người ta nên biết rằng ánh sáng kém không phải là ánh sáng của giấc ngủ thực sự. Cái này là cái thứ tư, hay ánh sáng bổn nguyên bật hết mọi phóng dật và mọi tư tưởng phân biệt. Trong khi cái trước chỉ là một ánh sáng bề ngoài và cạn cợt trộn lẫn với những phóng dật và tư tưởng phân biệt. Nhưng nếu người ta có thể làm vững chắc và mạnh lên ánh sáng kém này, cuối cùng nó sẽ thành công nắm giữ được ánh sáng bổn nguyên. Vào thời này, nhiều thiền giả Tây Tạng chỉ có thể đạt đến mức nắm giữ được ánh sáng tương trợ. Nhưng những người có thể thực hành tốt cũng chỉ nắm giữ được ánh sáng kém. Bởi thế, cực kỳ quan trọng là biết sự khác biệt này. Những bình giảng về ba ánh sáng căn bản. Ánh sáng có thể được xếp thành ba nhóm theo giáo lý của Tantra. Thứ nhất, ánh sáng của nền tảng. Thứ hai, ánh sáng của con đường. Và thứ ba, ánh sáng của quả. Ánh sáng của nền tảng hay của thực tại là ánh sáng bổn nguyên hiện hữu trong tất cả mọi thời, bất kể người ta có biết nó hay không. Ánh sáng của giấc ngủ và ánh sáng của cái chết thuộc về loại này. Ánh sáng của con đường là sự chứng ngộ trực tiếp tánh không, hay là bốn ánh sáng hay bốn cái không. Chúng hiển lộ khi nhẫn khí đi vào trong kinh mạch trung ương. Nó cũng có thể gọi là trí huệ vô phân biệt, một sự thấu hiểu tánh không vô sanh siêu việt, khỏi nhị nguyên chủ thể và đối tượng. Ánh sáng của quả là sự chứng ngộ ánh sáng tối hậu, hai trong một, sự giác ngộ toàn vẹn và đầy đủ của Phật quả. Ánh sáng của giấc ngủ cũng có thể được chia làm nhiều loại. Cái được nhận ra trong giấc ngủ sâu không có đối vật được gọi là ánh sáng của giấc ngủ sâu. Cái được nhận ra với những đối vật thô và té được gọi là ánh sáng của giấc ngủ kém, và vân vân. Như đã chỉ dạy ở trước, trong phần yoga giấc mộng, người ta cần xem mình có đủ tự tin và khả năng để làm chủ chung ấm hay không. Nó cần tự hỏi, với sự chứng ngộ hiện thời, tôi có thể làm chủ ánh sáng của cái chết khi đến lúc hay không? Nếu nó có thể làm chủ bốn cái không của giấc ngủ, nó có thể chắc chắn nhận ra bốn cái không vào lúc chết. Đối với nó, cái chết là một bước rất hữu ích trên con đường. Như vậy, do sự thực hành yoga ánh sáng này, những bám chấp và phân biệt của sanh tử sẽ được tịnh hóa và trí huệ tự sáng tỏ được thực hiện. Với lửa trí huệ của ánh sáng bổn nguyên, người ta có thể tận diệt mọi tư tưởng thói quen bất tịnh, hòa lẫn ánh sáng con và ánh sáng mẹ thành một, và ôm trọn tất cả trong cái hoa toàn thể vĩ đại của ánh sáng bổn nguyên. Bấy giờ, người ta sẽ đạt được pháp thân và sắc thân viên mãn, và cho đến lúc sanh tử chấm dứt, nó có thể cứu giúp tất cả chúng sanh bằng vô số phương cách mà không cần đến một nỗ lực nhỏ bé nào. Thứ năm, những giáo huấn về yoga chung ấm. Để thực hành yoga chung ấm, tức bạc đô, người ta trước hết cần hiểu những nguyên lý căn bản của chung ấm. Sự hiểu biết có thể tìm thấy ở nhiều nguồn. Đọc rộng về chủ đề này từ nhiều kinh và tantra là điều rất cần thiết. Bây giờ, tôi sẽ diễn tả tóm tắt hiện tượng chết. Thứ nhất, khi sắc uẩn bắt đầu tan rã, người ta cảm thấy yếu đến kiệt sức. Khi địa đài bắt đầu tan rã, thân thể trở nên khô khốc. Khi căng mắt tan rã, người ta không thể chuyển động tròng mắt hay thấy rõ được nữa. Khi yếu tố đại viên cảnh trí bắt đầu biến mất, với người ta, tâm thức trở nên rất mờ đục và tối tăm. Thứ hai, khi thọ uẩn bắt đầu tan rã, người ta cảm thấy uể oải và tê liệt. Khi thủy đại tan rã, những bài tiết trong thân ngừng lại. Khi căng tan rã, khi căng tai tan rã,
người ta không thể nghe nữa. Khi yếu tố bình đẳng, tánh trí biến mất, người ta không thể phân biệt giữa lạc và khổ. Thứ ba, khi tưởng uẩn bắt đầu tan rã, người ta không thể thấy vực nào ở bên ngoài. Khi hỏa đài tan rã, người ta không thể tiêu hóa. Khi căn mũi bắt đầu hư hỏng, khí phía trên chảy xuống dưới và không đều đặn. Khi căn để ngửi tan rã, người ta không thể phân biệt được mùi. Khi yếu tố diệu quan sát chí biến mất, người chết không thể nhận ra người thân đứng chung quanh mình. Thứ tư, khi hành uẩn tan rã, người ta không thể làm gì nữa cả. Khi yếu tố khí tan rã, mười khí sẽ trở lại nơi mà từ đó chúng đã đến. Khi căn lưỡi tan rã, lưỡi rút lại và dài ra. Khi căn nếm hư hoại, người ta không thể phân biệt các vị. Khi yếu tố thành sở tác khí biến mất, người ta không thể hành động hay có ý muốn. Khi kinh văn khác có những thông tin về cái chết như sau. Thứ nhất, khi địa đại tan vào trong thủy đại, dấu hiệu bên ngoài là người ta không thể cử động thân, cảm thấy như mất hết mọi điểm tựa và sắp sụp đổ. Nó muốn kêu lên, làm ơn giúp tôi đứng dậy. Dấu hiệu bên trong là thức hiện ra như những đám mây khói cuộn xoáy. Thứ hai, khi thủy đại tan vào trong hỏa đại, dấu hiệu bên ngoài là khô cạn, hết các nước bài tiết. Dấu hiệu bên trong là thức hiện ra như những ảo ảnh thay đổi và tất cả 30. Ba tư tưởng phân biệt của sân lắng xuống. Thứ ba, khi hỏa đại tan vào trong phong đại, dấu hiệu bên ngoài là một sự sút giảm mạnh mẽ thân nhiệt. Trong khi những ngón tay và ngón chân tê cống, dấu hiệu bên trong là thức hiện ra như là một lập lòe lờ mờ của đom đóm và 40 tư tưởng phân biệt của tham lắng xuống. Khi phong đại tan vào trong thức đại, dấu hiệu bên ngoài là hơi thở ra của người đang chết trở nên rất dài và hơi thở vào rất ngắn. Dấu hiệu bên trong là thức xuất hiện như ánh sáng đèn trong trẻo và ổn định. Và tất cả 7 tư tưởng phân biệt của si, tức vô mình, lắng xuống. Theo kinh điển, những dấu hiệu này của cái chết xuất hiện lần lượt hay tất cả trong một lần, tùy theo mỗi cá nhân. Khi những nguyên tố vi tế tan rã, người chết sẽ có những kinh nghiệm như sau. Thứ nhất, khi ý thức tan vào trong ánh sáng của xuất hiện, nó sẽ thấy ánh sáng như ánh sáng trăng trong một bầu trời không mây. Thứ hai, khi ánh sáng của xuất hiện tan vào ánh sáng của tăng trưởng, nó sẽ thấy một vệt ánh sáng màu xanh pha đỏ như lúc bình minh. Thứ ba, khi ánh sáng của tăng trưởng tan vào ánh sáng của đạt đến, nó sẽ kinh nghiệm bóng tối hoàn toàn và mất hết ý thức. Thứ tư, trạng thái vô thức này lại sẽ tan vào trong ánh sáng và một cái không sáng tỏ và trong suốt như bầu trời không mây lúc bình minh. Vượt khỏi mọi nhiễm ô vi tế của ba giai đoạn trước, sẽ xuất hiện. Đây là ánh sáng của cái chết chân thật hay là ánh sáng của bổn nguyên. Khi những nguyên tố khác nhau tan biến, cái này lần lượt sau cái kia, nguyên tố khí sẽ cuối cùng tan vào thức ở trung tâm tim. Bấy giờ hạt trắng ở trung tâm đầu sẽ đi xuống và hạt đỏ ở trung tâm rốn sẽ đi lên, và hai hạt sẽ hợp với nhau ở trung tâm tim. Khi những hạt trắng và đỏ hoàn toàn hòa lẫn, ánh sáng của cái chết sẽ xuất hiện. Mỗi chúng sanh trong sáu cõi đều sẽ thấy ánh sáng của cái chết một lần lúc chấm dứt cuộc đời, nhưng tiếc thay họ sẽ không nhận ra nó và nắm giữ nó. Sự khởi dậy của trung ấm. Bấy giờ, trong tiến trình ngược lại, từ ánh sáng của cái chết, sự đạt đến, tăng trưởng và xuất hiện sẽ lần lượt sanh khởi. Khi khí đã ngủ bắt đầu chuyển động, ánh sáng của đạt đến sẽ khởi dậy, và tức thời sau đó, những ánh sáng của tăng trưởng và của xuất hiện đi tiếp theo. Bấy giờ, 80 tư tưởng phân biệt sẽ sanh khởi, và kết quả là mọi biểu lộ
huyễn ảo của chung ấm sẽ xuất hiện. Một câu hỏi tranh luận thường được đặt ra ở đây: thân thể và khuôn mặt của người ở trong chung ấm như thế nào? Theo hai anh em Vô Trước và Thế Thần, chúng mang hình dáng của tái sanh sắp tới. Nhưng những vị khác lại nói chúng giống như thân thể và khuôn mặt của kiếp vừa qua. Nhưng theo các bậc thầy truyền dòng thì những giai đoạn đầu của chung ấm thân và mặt của người đó giống như kiếp vừa qua, rồi chúng dần dần phai nhạt. Cho đến những giai đoạn sau của chung ấm, chúng có hình dáng của tái sanh sắp tới. Lý thuyết này không chỉ hợp lý mà còn phù hợp với kinh điển. Nhiều kinh chỉ rõ sự hiện hữu của thân thói quen trong chung ấm được tạo hình theo kiếp vừa qua. Đại Bình Giảng về Tantra Kalachakra cũng đồng ý như vậy. Điểm này sẽ hoàn toàn rõ ràng nếu chúng ta lấy những giấc mộng làm ví dụ. Trong mộng, vì suy nghĩ theo thói quen, chúng ta không thay đổi mặt mày và hình dạng. Cũng như vậy, những tư tưởng theo thói quen của người ta sẽ tiếp tục duy trì hình dạng của người đó trong phần đầu của chung ấm, và chỉ về sau, khi những tư tưởng thói quen của đời trước đã nhạt đi thì mới xuất hiện một hình dạng mới, giống như tái sanh sắp tới. Người ở trong chung ấm có đầy đủ tất cả các giác quan và có thể du hành bất kỳ nơi đâu không ngăn ngại, trừ nơi người ấy sẽ phải tái sanh. Nó có một số năng lực siêu nhiên thuộc sanh tử, ăn bằng hương thức ăn và có thể thấy những họ hàng bà con đang ở trong chung ấm. Nếu những người ở trong chung ấm phải tái sanh vào những cõi khổ, nó sẽ có một thị kiến về bóng tối thâm thẳm hay một đêm mưa tối tăm. Nếu nó sanh vào cõi sung sướng, nó sẽ thấy một ánh sáng trắng tỏa chiếu như mặt trăng. Kinh khác có nói, những người sanh vào địa ngục sẽ thấy một sự vật màu nâu, đen như gỗ cháy. Những người sanh vào cõi quỷ đói sẽ thấy những màu khói. Những người sắp sanh vào cõi trời sẽ thấy ánh sáng màu kim loại vàng. Những người sanh vào cõi trời sắc giới thấy màu trắng. Và những người sanh vào cõi trời vô sắc sẽ không có kinh nghiệm chung ấm, mà sẽ tái sanh vào cõi vô sắc lập tức sau khi chết. Tuy nhiên, có nói rằng những chúng sanh ở cõi trời vô sắc phải sanh lại trong những cõi thấp thì sẽ lại kinh nghiệm chung ấm. Khi nguyên tố đức bị biến động, người trong chung ấm nghe những tiếng như sấm nổ. Khi nguyên tố nước bị biến động, nó nghe tiếng trầm trầm của sóng biển. Khi nguyên tố lửa, nó nghe tiếng rầm rú của một khu rừng bốc cháy. Và khi nguyên tố gió, nó nghe tiếng gào thét của bão tố. Ba độc, tham, sân, si làm cho người ở trong chung ấm có nhiều loại thị kiến màu trắng, đỏ và đen, đáng sợ khiến nó rối bời. Những tư tưởng thói quen phóng chiếu thành những ma quỷ đến gần để làm hại nó. Một người ở trong chung ấm được nói là có những phẩm tính này. Thứ nhất, thân nó không bị chứng ngại và không in bóng. Trong phút giây, nó có thể đi đến những vùng ở xa. Thứ hai, những chúng sanh ở những cõi khác không thể chứng kiến những hành vi của nó. Thứ ba, nó có thiên nhãn và tha tâm thông. Thứ tư, nó không thấy mặt trời, mặt trăng và những ngôi sao. Thứ năm, nó thấy tinh thần bẩm sinh ghi giữ chi tiết mọi hành vi thiện ác đã làm trong đời trước. Và thứ sáu, dù thấy thức ăn, nó không thể hưởng trừ phi thức ăn đó được cúng cho nó. Tuy có những diễn tả ở trên, khó xem chúng là tất yếu hay bất biến, vì nghiệp của mỗi người mỗi khác và những biểu lộ của chúng thì cũng khác nhau nhiều. Trong nhiều cách, trạng thái chung ấm giống như trạng thái mộng, rất không vững bền và không xác định. Độ dài tối đa của cuộc sống chung ấm là 7 ngày, nhưng trong thời gian đó, người ấy chưa tái sanh, nó sẽ chết hay rơi vào không biết để tái sanh tức thời trong chung ấm thứ hai. Tiến trình này có thể lặp lại 7 lần, tổng cộng là 49 ngày. Người trong chung ấm yêu thích nơi chốn họ phải sanh ra khi vừa thấy nó. Người nào tái sanh qua sự ấm ướt hay hơi ấm sẽ thích thú khói và mùi hương. Người tái sanh trong hình thức sâu bọt
hay chứng sẽ cảm thấy ái dục mạnh mẽ và giận ghét đối với cả cha và mẹ khi thấy họ giao hợp. Người tái sanh làm người đàn ông sẽ yêu mẹ ghét cha, và làm đàn bà thì sẽ ngược lại, yêu cha ghét mẹ. Ngay khi ái dục và giận ghét này sanh khởi, người trong trung ấm liền rơi vào trạng thái không biết gì cả và không nhận biết điều đó, nó sẽ tái sanh. Người tái sanh vào một cõi trời sẽ thấy những nhà cửa tráng lệ với chư thiên nam nữ và thích thú với chúng. Người tái sanh vào những cõi khổ sẽ thấy nhiều thị kiến đáng sợ và cố gắng tránh một cách vô vọng. Nếu nó trốn vào một cái hang, một cái hố hay một cái cây, nó sẽ sanh làm thú. Nếu nó tránh vào một ngôi nhà sắt thì sẽ tái sanh vào địa ngục. Khi người trong trung ấm chết, nó sẽ trải qua bốn giai đoạn của tiến trình tan rã, nghĩa là các khí lần lượt tan vào sự xuất hiện, sự tăng trưởng, sự đạt đến và ánh sáng bổn nguyên. Bấy giờ, tiến trình ngược lại sẽ bắt đầu, từ ánh sáng bổn nguyên đến đạt đến, rồi đến tăng trưởng, đến xuất hiện, đến 80 tư tưởng phân biệt, đến nguyên tố khí, lửa, nước, cho đến khi thân tâm được hoàn thành. Cơ hội của trung ấm. Vào lúc chết, khi ánh sáng con và mẹ hòa tan vào nhau, mọi nhiễm ô vi tế của tư tưởng phân biệt sẽ lắng dứt. Vào thời điểm này, một thiền giả cao cấp đã làm chủ cả hai giai đoạn phát sanh và thành tựu, có thể đạt đến Phật quả trọn vẹn cùng với những công đức của nó. Người bậc kha khá nhưng có thể thực hành đại ứng huy hoàng suốt ngày và đêm cũng có thể nắm giữ ánh sáng của cái chết. Và rồi những thị kiến của trung ấm xuất hiện, có thể sử dụng chúng để chứng ngộ tăng thêm. Một số người cho rằng dù ít công đức và ít chuẩn bị vẫn có thể chứng ngộ pháp thân vào lúc chết và báo thân, hóa thân trong trạng thái trung ấm. Điều này là không có căn cứ và trái với kinh điển. Những người chủ trương như vậy không hiểu rằng nắm giữ được ánh sáng hay tịnh quang dù chỉ thời gian ngắn là cực kỳ khó khăn và giữ được không rối bời trước những thị kiến khủng khiếp, hoảng loạn của trung ấm, lại dùng chúng như một phương tiện để thâm nhập thêm là còn khó khăn hơn nữa. Điều này được minh chứng rõ ràng bằng sự kiện là dù chúng ta đang còn sống cũng rất khó khăn để nhận ra ánh sáng của giấc ngủ và ánh sáng của giấc mộng ngay đây và bây giờ. Thậm chí, chúng ta có thể nhận ra ánh sáng và những giấc mộng, chúng ta không thể giữ vững chúng, cũng không thể làm chủ và chuyển hóa những giấc mộng như chúng ta muốn. Nhưng sự phê bình này không bao hàm ý bác bỏ rằng những người chuẩn bị và thực hành suốt đời sống của họ sẽ nhờ đó mà lợi lạc khi chết và trong trung ấm. Mọi biểu lộ của thế giới này thật ra là những biểu hiện của trung ấm và tất cả hiện hữu của sanh tử đều là những biểu hiện của trung ấm. Thời gian giữa sanh và tử được gọi là trung ấm của đời sống và cái chết. Từ khi rơi vào giấc ngủ đến khi thức dậy là trung ấm của giấc mộng. Từ chết đến tái sanh là trung ấm sau khi chết. Trong ba trung ấm này, yoga Tummo và yoga thân huyễn áp dụng cho trung ấm của đời sống và cái chết. Yoga ánh sáng và yoga giấc mộng áp dụng cho trung ấm của giấc ngủ, và yoga của trung ấm và yoga của chuyển di áp dụng cho trung ấm sau khi chết. Trong cả trạng thái thức và trạng thái ngủ, người ta cần nghĩ rằng mọi cái nó thấy, nghe, xúc chạm đều ở trong trạng thái trung ấm. Nó cần biết rằng sự thực hành liên tục và lặp lại giáo huấn này là một chuẩn bị tuyệt hảo cho trung ấm. Nhiều bậc thầy đã nói, khi thực hành yoga trung ấm, người ta chớ quên những giáo huấn dù chỉ một giây, dù nếu có 7 con chó dữ rượt đuổi. Khi thời chết đến gần, người ấy nên cúng dường tài sản và những sở hữu của mình cho tam bảo, làm từ thiện bố thí không tiếc rẻ, cắt đứt mọi bám luyến, tuân thủ chặt chẽ những giới luật Samaya và sám hối mọi vi phạm và những hành vi tội lỗi. Nó cũng cần vị thầy hay Phật quán đảnh lại để tái lập giới luật Samaya nếu nó đã làm hư hoại chúng.
Nó cần thành tâm cầu nguyện Thầy và Phật Bổn Tôn hộ trì cho để giữ được ánh sáng của cái chết và thương huyễn trong chung ấm, và nương dựa vào những bạn đạo để nhắc cho nó những giáo huấn ở nơi giường chết. Thiền giả cao cấp nhất vào lúc chết cần thực hành yoga tan vào và tập trung vào tinh túy tự sáng tỏ để hòa lẫn nó vào ánh sáng của cái chết. Rồi từ ánh sáng này, nó cần cố gắng để khởi báo thân và hóa thân hoàn hảo làm bằng tâm trí, tâm, khí. Những thiền giả rất cao cấp đã đạt đến giai đoạn thứ tư của đại ứng, chắc chắn có thể hòa lẫn ánh sáng mẹ và con vào lúc chết. Bây giờ tất cả những trói buộc của thân nghiệp báo, của những biểu lộ và của tâm sẽ bị cắt đứt, và mọi công đức của Phật quả sẽ được trọn vẹn. Tâm của họ sẽ thành pháp thân, thần của họ thành thân, của trí huệ và cõi nước của họ là cõi nước của toàn thiện và thanh tịnh. Những thiền giả khá cao cấp cũng cần thực hành như thiền giả cao cấp nhất. Nếu họ có thể thành công, họ sẽ bỏ qua giai đoạn trung ấm và đạt đến một địa cao hơn trong con đường. Nếu không, họ cần nhiệt thành cầu nguyện được sanh vào cõi tịnh độ của Phật và áp dụng giáo lý của yoga chuyển di. Những thiền giả kém không thể nắm giữ ánh sáng của cái chết và thân huyễn, cần cố gắng cảnh tỉnh chánh niệm của mình và với cái hiểu xác định và sự tin tưởng không thể lay chuyển, cần áp dụng những giáo huấn để đối mặt với cái chết và chung ấm. Người không thể dùng cơ hội của cái chết và chung ấm để đạt giải thoát sẽ bị nghiệp bó buộc, tái sanh lần nữa trong sanh tử. Để ngăn ngừa điều này, những giáo huấn sau cần được áp dụng. Khi người ở trong chung ấm đến một nơi chốn hấp dẫn với nó cần quán tưởng nơi chốn đó là mạng Đà La của Phật Bổn Tôn của mình. Khi ái dục và giận ghét sanh khởi vì thấy sự giao hợp của nam và nữ, nó cần tự cảnh giác và nghĩ rằng đây là quán đảnh thứ ba của các vị Phật, cha và mẹ. Nó nên nhận biết kinh nghiệm lạc không và quan sát cả tham và sân đều như huyễn và trống không. Bằng cách chú trọng cái thấy tánh không như vậy, nó có thể tự giải thoát vĩnh viễn khỏi sanh tử. Nếu người trong chung ấm có thể làm điều này thành công và trốn thoát tái sanh trong 7 ngày đầu, nó sẽ không khó khăn làm được việc đó trong những ngày sau. Nó sẽ sanh được vào tịnh độ của Phật Bổn Tôn và hoàn thành con đường. Nếu người trong chung ấm muốn sanh về cõi tịnh độ của Phật, nó cần khai triển một mong muốn mạnh mẽ được sanh về đó. Đây là điều quan trọng cốt tử. Bây giờ nó áp dụng vào giáo huấn yoga chuyển di và trong một tích tắc sẽ sanh vào tịnh độ. Lợi lạc của yoga chung ấm có thể tóm tắt như vậy. Thứ nhất, pháp thân có thể chứng ngộ vào lúc chết. Thứ hai, báo thân khi ở trong chung ấm. Và thứ ba, giáo hóa thân vào lúc tái sanh. Đây cũng gọi là con đường dẫn đến sự thành tựu ba thân của Phật. Thứ sáu, những giáo huấn về yoga chuyển di. Yoga chuyển di là một giáo lý nhằm đem tâm thức người ta đến một cõi tịnh độ của Phật hay một cõi tái sanh cao hơn. Đối với những thiền giả cao cấp, có thể nắm giữ ánh sáng của cái chết và thân huyễn của chung ấm, yoga này không cần thiết. Nhưng với những người chưa đạt được những giai đoạn cao cấp thì pháp này cực kỳ quan trọng. Người đã làm chủ được giai đoạn phát sanh và có mức độ nào đó đối với sự làm chủ của khí và kinh mạch, phần nào giai đoạn thành tựu và cái thấy đại ứng, là người đủ tư cách nhất để thực hành yoga này. Những người nào không thể thực hành, ít nhất cũng có niềm tin lớn lao vào giáo lý này, tin sâu luật nhân quả và hiểu thấu suốt nghĩa và tiến trình của thực hành này. Họ cũng cần thông thạo trong việc giữ hơi thở, cái bình trong yoga nội nhiệt như đề cập ở trước. Thực hành yoga chuyển di như thế nào? Sự quán tưởng và thực tập yoga chuyển di cần được làm như sau. Trong thân Phật Bổn Tôn của mình, hãy quán tưởng kinh mạch trung ương
và 8 chữ hum. Mỗi chữ bít một trong 8 cửa của thân để ngăn thức thoát ra từ các cửa ấy. Bây giờ hãy quán tưởng Phật Bổn Tôn ngồi trên bầu trời trước và trên đầu bạn. Một chữ hum màu xanh trong trung tâm tim của bạn tỏa sáng 5 màu. Tiếp theo, giữ hơi thở cái bình và áp dụng năng lực của nó để bám giữ hum lên theo kinh mạch trung ương đến cửa của sự thanh tịnh, tức một chỗ mở nhỏ trong trung tâm đỉnh đầu. Đồng thời hét lớn, hít để làm mạnh cú bắn. Nhưng bây giờ hãy giữ hum ở cửa của sự thanh tịnh trong một giây lát và rồi lẩm nhẩm kha một cách nhẹ nhàng để đưa nó xuống lại trung tâm tim. Lặp lại việc này 7 lần rồi ngưng, rồi tiếp tục làm lại thực hành. Sau một vài vòng, hãy thốt lên hít 7 lần và bắn chữ hum ra khỏi thân thể để đi vào trái tim của Phật Bổn Tôn ở bên trong, rồi lặp lại kha nhẹ nhàng và thấp giọng 7 lần. Và như vậy, đưa chữ hum về lại trung tâm tim của bạn. Người làm điều này 4 lần một ngày thì trong ít ngày có kinh nghiệm sau: đỉnh đầu sẽ ngứa ngáy và nóng, và ở giữa trung tâm sẽ sưng lên một cục và tiết ra một loại nước vàng vàng. Nếu những triệu chứng này xảy ra, nó cần biết rằng chúng là những dấu hiệu thành tựu. Sau đó nó cần ngưng lại, chỉ làm lại sự thực hành 1 hay 2 lần trong một tháng. Nhưng nó cần thường xuyên phát một lời nguyện mạnh mẽ được sanh vào cõi tịnh độ của Phật và làm mạnh sự tin tưởng và mong mỏi được đi đến đó. Sự áp dụng của yoga chuyển di. Khi mọi dấu hiệu của cái chết xuất hiện và không còn gì nữa có thể làm để kéo dài đời sống, yoga chuyển di cần được áp dụng. Người nào làm việc này trước khi cái chết thực sự đến thì mắc một tội lỗi lớn lao và sẽ bị sa đọa. Kỹ thuật của yoga này vào lúc chết thì giống như đã đưa ra ở trên. Ngoại trừ phần trên của kinh mạch trung ương và cửa của sự thanh tịnh cần được quán tưởng rộng rãi, bao la và không ngăn ngại. Bây giờ hãy quán tưởng chữ hum trong trung tâm tim và với hết sức mạnh thốt lên hít. Ngay lúc đó chữ hum bắn ra từ kinh mạch trung ương, đi qua cửa của sự thanh tịnh và trong một tích tắc đến trái tim của Phật Bổn Tôn trong bầu trời trên đầu bạn. Nếu lúc đó bạn cảm thấy mọi sự trở nên tối đen, khí tuôn toát ra và đỉnh đầu ngứa ngáy hoặc đau, hãy biết rằng đây là một dấu hiệu chắc chắn bạn sắp bỏ thân để đến tịnh độ của Phật. Nếu không có những dấu hiệu ấy xuất hiện, hãy đưa chữ hum xuống, nghỉ ngơi và cố gắng một lần nữa. Khi những dấu hiệu ấy xuất hiện, hãy tiếp tục thốt lên hít 21 đến 25 lần và chắc chắn bạn sẽ chanh vào được tịnh độ. Những bạn bè, bà con hay bất cứ ai chăm sóc người đang chết cũng cần hỗ trợ nó trong thời điểm hệ trọng này bằng cách nhắc cho nó những giáo huấn yoga chuyển di, làm mạnh thêm sự tin tưởng và đức tin của nó và cầu nguyện cho nó. Những người không có cơ hội thực hành yoga này lúc sống có thể cố gắng theo cách như sau: khi cái chết đến gần, hãy cầu nguyện, cúng dường, sám hối và nói lên những ước nguyện trước chư Phật. Hãy phát bồ đề tâm, từ bỏ mọi tư tưởng xấu và cắt đứt mọi bám luyến. Nằm về phía bên phải, hướng mặt về phía tây, hơi cong hai đầu gối, để chân trái trên chân phải, bàn tay phải để dưới má phải và tay trái dọc theo chân trái. Rồi trong khi phát sanh một ước mong nồng nhiệt sanh về tịnh độ của Phật, hãy áp dụng những giáo huấn của yoga chuyển di. Người không biết những giáo huấn ấy thì người đã từng làm tóm tắt lại cho: nếu không có một người như vậy, vào lúc đó hãy tập trung vào tinh của Phật Bổn Tôn đang đứng trước mặt và bên cạnh trong bầu trời và liên tục hút thốt lên hít trong 21 lần
phóng thức của bạn vào trái tim của Phật. Nếu người ta xoe nhẹ đầu của người đang chết và niệm Sman A, một danh hiệu Phật, thì tám đại Bồ Tát sẽ đến để dẫn thức của người chết đến cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà. Người nào thấy một con vật đang chết thì cần niệm Ratna Kuta, một danh hiệu khác của Phật, và thức của con vật sẽ sanh lên cõi cao. Những người không thể chứng ngộ ánh sáng của cái chết và thân huyễn của trung ấm, nhưng nương tựa vào yoga chuyển di để sanh về một cõi cao thì có thể chia thành ba nhóm: những thiền giả cấp cao tái sanh vào cõi tịnh độ của Phật có thể dễ dàng đạt đến giác ngộ rốt ráo ở đó; những thiền giả cấp vừa tái sanh vào một nơi có pháp và kim cương thừa thịnh hành; những thiền giả cấp kém nhờ yoga này có thể tránh được những khổ đau lớn lao của cái chết, thoát được sự sợ hãi của chung ấm và tái sanh vào một nơi chốn hạnh phúc. Thế nên cuối cùng họ cũng có được giải thoát. Lời kết: người thực hành giáo lý sâu xa này của sáu yoga không bao giờ nên bằng lòng tự mãn với những kinh nghiệm tốt đẹp nhưng nhỏ bé có được trong thiền định. Thay vì thế, nó cần thực hành chuyên cần và khiêm tốn cho đến lúc chấm dứt cuộc đời. Nếu người ta thiếu cương quyết và cương trì, nó cần thiền định về sự chóng vánh của cuộc đời và những khổ đau của sanh tử. Nếu nó ích kỷ và chấp ngã, nó cần thiền định về lòng từ bi, thiện ý và bồ đề tâm. Khi thực hành sáu yoga, người ta phải không bao giờ bỏ qua sự thiền định của pháp căn bản. Như cầu nguyện quy y, thiền định về lòng bi và bồ đề tâm, sám hối, lễ lạy, hồi hướng, v.v. Nó cần thực hành những cái đó ít nhất một hay hai thời mỗi ngày. Về phần những thiền định chính trong sáu yoga, nó cần thực hành chúng 4 đến 6 lần mỗi ngày. Khi thức thì làm yoga nội nhiệt và yoga thân huyễn, khi ngủ thì làm yoga ánh sáng và yoga giấc mộng. Người không làm chủ được yoga nội nhiệt thì không thể làm cho khí đi vào, ở lại và tan vào trong kinh mạch trung ương, cũng không thể phát hiện 4 cái không hay 4 lạc, cũng không phóng xuất thân huyễn từ ánh sáng được. Kết quả là nó không thể thực hành yoga giấc mộng và yoga trung ấm một cách thích đáng. Đấy là tại sao nội nhiệt thu mô được xem là thực hành quan trọng nhất trong 6 yoga. Bởi thế, người ta cần để ít nhất một nửa hay 1/3 thời gian cho thực hành thu mô, dù công việc chính của nó là với những yoga khác của 6 yoga. Đôi lúc, nó cũng cần thực hành yoga trung ấm và yoga chuyển di để nhớ lại chúng. Những liên kết của 6 yoga. Vì mật thừa đặt nền trong cái thấy về sự đồng nhất của sanh tử và niết bàn, sự thăng hoa của những phiền não và sự biểu lộ của ba thân vốn sẵn. Như vậy, sự thực hành 6 yoga có thể nối kết hay kết hợp với phiền não và thân ba thân Phật trong một số cách. Sự thực hành yoga tumo và yoga thân huyễn trong trạng thái thức có thể được kết hợp với yếu tố tham, yoga ánh sáng và yoga giấc mộng với si tức vô minh, yoga trung ấm và yoga thân huyễn với sân. Chầm mình vào ánh sáng bổn nguyên là kết hợp với pháp thân, phóng xuất từ ánh sáng ra thân huyễn làm bằng tâm khí là kết hợp với báo thân, hòa tan những nguyên tố thô vào kinh mạch trung ương và chuyển hóa chúng thành một mạng đà la là kết hợp với hóa thân. Vào lúc chết, chầm mình trong ánh sáng bổn nguyên là kết hợp với pháp thân, phóng xuất thân huyễn trong trạng thái trung ấm là kết hợp với báo thân, và tái sanh trong những nơi chốn và hình thức khác nhau là kết hợp với báo thân. Lại nữa, ngủ tương ứng với pháp thân, mộng tương ứng với báo thân và thức dậy tương ứng với hóa thân. Có nhiều cách khác để liên kết hay kết hợp 6 yoga với ba thân và những phiền não, nhưng nói như ở trên là đủ để minh họa nguyên lý tổng quát.
Những thiền giả đã làm chủ cả hai yoga giai đoạn phát sanh và giai đoạn thành tựu, và mong mỏi đạt Phật quả hoàn toàn ngay trong đời này cần thực hành hành vi bí mật. Tuy nhiên, ngày nay ở Tây Tạng có ít thiền giả làm được điều đó, bởi thế không cần thiết nói kỹ chủ đề này ở đây. Những người muốn biết sẽ tham khảo ở các nguồn khác. Theo những vị thầy của dòng truyền nói bên tai, người thực hành những hành vi bí mật này không chỉ hoàn thành hai giai đoạn phát sanh và thành tựu, mà còn phải thực hành bản thân hành vi ấy đúng theo những giới luật của tiểu thừa và đại thừa. Nó không được nói những nhận xét thế phàm, mà thường xuyên đến những nghĩa địa, rừng rú, hẻo lánh và mọi nơi vắng vẻ khác để thực hành những dân cúng và những hành vi theo mật thừa. Như một con thú bị thương, tâm nó không lưu ý chút gì về thế gian này. Như một con sư tử, nó đi bất cứ nơi đâu không sợ hãi. Nó hành động như gió trong trời và xem cuộc đời này chẳng đáng giá gì. Tâm nó không có đối tượng như hư không. Những hành động của nó tự do như những như của một người điên không phân biệt. Những thành tựu của sáu yoga. Có hai loại thành tựu người ta có thể có từ sự thực hành sáu yoga. Một cái thuộc về thế gian và cái kia là siêu thế gian. Thành tựu thuộc thế gian gồm A, 4 thực hiện và B, 8 thành tựu, tức Siddhi. Thành tựu thế gian. 4 thực hiện là: thứ nhất, đạt được năng lực ngăn chặn những tai họa và rủi ro cho mình và người khác. Thứ hai, đạt được năng lực tăng thêm công đức và may mắn. Thứ ba, năng lực thu hút những cái đáng ưa. Thứ tư, năng lực chiến thắng mọi trở ngại và tà ma. 8 thành tựu, tức Siddhi, là: thứ nhất, đạt được một thanh gươm huyền bí đem lại mọi ước muốn. Thứ hai, đạt được những viên thuốc thần diệu với năng lực chữa lành. Thứ ba, đạt được thiên nhãn. Thứ tư, thần lực đi nhanh. Thứ năm, một thuốc chuyển hóa già thành trẻ, năng lực tham gia vào công việc của những thiên nữ. Thứ bảy, năng lực che giấu mình giữa đám đông. Và thứ tám, năng lực đi xuyên qua đường, đá, núi.